Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh Tìm Kiếm Đầu Tư. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới do tạp chí Forbes, Mỹ công bố. Vậy Phạm Nhật Vượng là ai? Ông Phạm Nhật Vượng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Sau những thành công của Vingroup, ông tiếp tục gây tiếng vang với VinFast khi tiến quân vào thị trường xe ôm công nghệ, đón đầu xu hướng của Việt Nam trong những năm sắp tới. Mới đây nhất, cổ phiếu VFS của VinFast đã chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq, Mỹ. Tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 41 tỷ đô la Mỹ, vươn lên lọt top 30 người giàu nhất thế giới. Các bạn cùng tìm kiếm đầu tư, tìm hiểu rõ hơn về tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hành trình làm giàu của vị tỷ phú này nhé! Ông Phạm Nhật Vượng sinh ra trong gia đình có ba anh em, trong đó ông là anh cả, bố là bộ đội, mẹ bán hàng rong. Giai đoạn năm 1969 đến năm 1970, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các gia đình nông thôn nói riêng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ muốn cố gắng học thật giỏi để vượt khó, kiếm tiền phụ giúp gia đình, ông Vượng cũng không ngoại lệ. Năm 1987, Phạm Nhật Vượng đỗ trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội với số điểm xuất sắc môn toán. Chính nhờ năng lực này mà ông được chính phủ cử đi du học ở Moscow, Nga, chuyên ngành địa chất kinh tế. Năm 1993, Liên Xô sụp đổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Phạm Nhật Vượng kết hôn với bà Phạm Thu Hương và sang kinh doanh tại thủ đô nước Nga. Hành trình làm giàu nơi đất khách nhờ mì gói. Trước khi trở thành tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng từng có quãng thời gian khởi nghiệp từ kinh doanh nhà hàng rồi sản xuất mì ăn liền ở Kharkov, Ukraine. Chia sẻ trên tờ tin tức Kharkov, cựu thị trưởng Mikhail Bilipchuk, ông Bilipchuk là người đứng đầu thành phố những năm 1996 đến 2002. Nhớ lại, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Địa chất tại Moscow, Liên Xô, sau này là Nga, ông Vượng cùng vợ đến Kharkov, Ukraine chỉ với vài nghìn đô la Mỹ vay từ bạn bè. Với số vốn ít ỏi trong tay, vợ chồng ông mở một nhà hàng mang tên Thăng Long trên nền nhà ăn cũ của nhà máy Malaysep. Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng và hợp túi tiền, nhà hàng của ông Vượng đã nhanh chóng phát triển và trở nên nổi tiếng với không chỉ người dân Kharkov mà với cả những du khách tới thành phố, ông Mikhail kể. Khi khủng hoảng kinh tế tài chính xảy ra và chế độ tem phiếu được áp dụng cho hàng loạt mặt hàng tại Ukraine, Phạm Nhật Vượng cùng các cộng sự bắt đầu chuyển sang lĩnh vực kinh doanh mới, đó là sản xuất mì ăn liền. Khởi đầu nhà máy của ông Vượng chỉ có 30 công nhân làm việc. Sản phẩm mì ăn liền của ông chủ Phạm Nhật Vượng, khi đó mang tên Mì Vina, đã trở thành thương hiệu đặc biệt hấp dẫn, được thị trường Kharkov nhanh chóng đón nhận và sau này nổi tiếng trên toàn Ukraine. Những năm tháng sau đó, nhà máy của Phạm Nhật Vượng kinh doanh rất thuận lợi, các chi nhánh liên tục được mở rộng tại nhiều thành phố của Ukraine. Ngoài Ukraine, thương hiệu mì ăn liền Mì Vina của ông Vượng còn được bán rộng rãi tại 30 quốc gia trên toàn thế giới như Estonia, Litva, Latvia, Moldova, Ba Lan, Đức, Israel. Từ sản phẩm đầu tiên là mì ăn liền, nhà máy của ông Vượng bắt đầu sản xuất thêm mặt hàng mới là bột khoai tây. Các nhà máy vệ tinh sản xuất các mặt hàng từ gia vị cho tới bao bì sản phẩm lần lượt được đưa vào hoạt động. Công ty Technocom cũng ra đời từ đó. Nhìn thấy tương lai phát triển tại đây, ông Vượng đã đề nghị chính quyền thành phố giúp đỡ để mở rộng diện tích nhà xưởng sản xuất. Thời điểm đó, các nhà xưởng bị bỏ hoang của nhà máy Malaysep và Ukrelectromas được giao lại cho ông Vượng. Không những biến rạp chiếu phim xa lúc bị bỏ quên thành trung tâm văn hóa của quận, doanh nhân người Việt còn biến khu nhà trẻ bị bỏ hoang thành một khách sạn ấm cúng. Đầu những năm 2000, ông Phạm Nhật Vượng đã quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Hành trình đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng như bước sang một trang mới. Bằng số vốn kiếm được, nhờ sự thành công vang dội với mì gói tại Ukraine, ông bắt đầu trở về Việt Nam đầu tư và mở hai công ty bất động sản đầu tiên là Vinpearl năm 2000 và Vingroup năm 2002. Mặc dù, lúc đó, đang song song điều hành công việc kinh doanh mì gói tại Ukraine, ông Vượng vẫn bỏ thời gian tới Phú Kẹt, Thái Lan, lẫn Singapore để học hỏi về lĩnh vực kinh doanh khách sạn và cách xây dựng trung tâm thương mại. Nhờ đó, Vinpearl Land
và Vincom có được thành công như ngày nay. Những dự án đầu tiên tại Việt Nam mà ông Vượng đầu tư với tham vọng biến hòn đảo này trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp là đảo Hòn Tre ở Nha Trang. Ban đầu, dự án này vấp phải vô số các ý kiến trái chiều, nghi ngờ rằng việc đầu tư như ném tiền xuống biển. Ông đã đập tan mọi ý kiến đó bằng sự thành công của Vinpearl Nha Trang. Khu du lịch này đã nhanh chóng trở thành tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, thu hút du khách bậc nhất tại Việt Nam và trở thành bàn đạp để nhân rộng mô hình khắp cả nước. Tiếp nối sự thành công nhanh chóng của dự án đầu tiên, vị tỷ phú người Việt đã cho thấy tham vọng của mình khi tiếp tục khai trương trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, tổ hợp thương mại đầu tiên tại Việt Nam chỉ một năm sau đó. Tới năm 2011, hai công ty cổ phần Vinpearl và công ty cổ phần Vincom chính thức sáp nhập và hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup. Sau đó, Vingroup đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu VIX. Hiện nay, cổ phiếu VIX đang nằm trong rổ VN30 và là một trong top 5 tập đoàn có vốn hóa lớn nhất thị trường. Vingroup đã lớn mạnh và có tốc độ phát triển thần kỳ trong suốt hai thập niên đầu thế kỷ 21. Từ sau sự thành công của hai dự án đầu tiên mang tính biểu tượng là Vinpearl Nha Trang và Vincom Bà Triệu, hàng loạt các dự án tầm cỡ được ra mắt như Vincom Thành phố Hồ Chí Minh, Tham City, Royal City, Vinhome Riverside, Vinhome Ocean Park, đặc biệt là Landmark 81. Bất kỳ các dự án nào của Vingroup đều được coi là đẳng cấp và uy tín, đại diện cho giới nhiều tiền tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup không chỉ nổi danh với những dự án bất động sản sánh ngang với các tên tuổi thế giới như Capital Land, Capital Land, mà còn mở rộng hàng loạt các lĩnh vực, tạo ra hệ sinh thái riêng của mình gồm trường học Vinschool, Vinuni, siêu thị Vinmart đã bán cho tập đoàn Masan và bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom, điện thoại Vsmart, đặc biệt thương hiệu ô tô VinFast. Ông Phạm Nhật Vượng được xem là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó. Ông được tạp chí Forbes nêu tên trong danh sách tỷ phú thế giới lần đầu tiên vào năm 2013, ở vị trí 974 thế giới với tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes tháng 3 năm 2013. Năm 2016 là 2,1 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes ngày 3 tháng 9 năm 2016. Theo Forbes, tính đến đầu tháng 6 năm 2021, tài sản của Phạm Nhật Vượng có giá trị 8,7 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 273 trong số các tỷ phú thế giới tính theo thời gian thực. Vào tháng 4 năm 2023, theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng có giá trị 4,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 586 trên thế giới. Ngày 15 tháng 8, VinFast bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq sau khi sáp nhập với Blackspace Acquisition. Thương vụ này ban đầu định giá VinFast ở mức 23 tỷ đô la Mỹ. Ở mức giá chốt phiên ngày 15 tháng 8, giá trị thị trường của VinFast đã tăng gấp 4 lần lên 85 tỷ đô la Mỹ, vượt qua 46 tỷ đô la Mỹ của hãng General Motors Mỹ và 48 tỷ đô la Mỹ của Ford Mỹ, chỉ xếp sau gã khổng lồ xe điện Tesla Mỹ có vốn hóa thị trường 739 tỷ đô la Mỹ và BYD Trung Quốc là 93 tỷ đô la Mỹ. Khối tài sản của chủ tịch Vingroup tăng mạnh khi cổ phiếu VinFast VFS đã tiếp tục có một phiên giao dịch bùng nổ trong ngày 24 tháng 8. VFS chốt phiên ở mức 49 đô la Mỹ trên một cổ phiếu với hơn 8 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 32% so với phiên trước và cũng là mức giá đóng cửa cao nhất từ khi lên sàn. Mức giá này cũng đồng nghĩa với việc VinFast đã chinh phục cột mốc vốn hóa 100 tỷ đô la Mỹ thành công, thậm chí vượt xa với 113 tỷ đô la Mỹ, giúp hãng xe điện đến từ Việt Nam lọt vào top 3 những công ty sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất toàn cầu. Theo đó, hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 43,7 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 27 trên thế giới, củng cố thêm vị trí người giàu nhất Đông Nam Á. Ở tầm châu lục, chủ tịch Vingroup đứng ở vị trí người giàu thứ 5 châu Á, đứng sau các tỷ phú Mukesh Ambani 96,4 tỷ đô la Mỹ, Chung Thiểm Thiểm 61,5 tỷ đô la Mỹ, Gautam Adani 56 tỷ đô la Mỹ và Trương Nhất Minh 45 tỷ đô la Mỹ.
Trong bảng xếp hạng, tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Phạm Nhật Vượng là gương mặt duy nhất đại diện cho khối Đông Nam Á vào top 5 người giàu bậc nhất châu Á. Còn nhớ, trong một bài phỏng vấn hồi đầu năm 2022, vị tỷ phú này từng chia sẻ: "Làm việc khó mới thú vị, không có dự án nào là không tưởng, vì nếu không tưởng thì chúng tôi sẽ không làm. Và nói chung, không có dự án nào dễ dàng cả, vì các dự án dễ thì có khi đã không đến tay chúng tôi, hoặc sẽ thiếu thú vị khi làm. Vậy thôi." Đúng như câu nói, ông Phạm Nhật Vượng đã thực sự tạo ra những con số thú vị, đáng tự hào khi làm được việc khó. Ngày nay, khi được hỏi tập đoàn Vingroup của ai, ông chủ của Vincom là ai, hay ai là người giàu nhất Việt Nam, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cuộc đời tỷ phú Phạm Nhật Vượng trải qua khá nhiều thăng trầm, thử thách mà không phải ai cũng vượt qua được. Tuy nhiên, chính sự thông minh, nhạy bén cùng khả năng lãnh đạo tài tình mà ông chủ Vingroup đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng luôn là cái tên ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều nhất cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Mong rằng qua video này có thể giúp các bạn có thêm bài học và vững bước tới thành công trên con đường đầu tư. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.